Quý vị và các bạn thân mến, nhà ở xã hội là một chính sách quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản của công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp và những người khó khăn trong việc sở hữu nhà ở. Và sở hữu một căn nhà ở xã hội ở đô thị cũng là niềm mơ ước với rất nhiều người lao động, người thu nhập thấp. Thế nhưng, một thực tế đang diễn ra tại một số dự án nhà ở xã hội đang triển khai, nhiều đối tượng trung gian cò mồi lại lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội để bán kiếm tiền chênh lệch từ người lao động. Điều này dẫn tới sự gia tăng áp lực về chi phí với người lao động, người thu nhập thấp, đồng thời làm giảm sút niềm tin của họ vào chính sách nhân văn về nhà ở xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về câu chuyện này trong chương trình ngày hôm nay. Khách mời của chúng ta là ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất Động Sản Hà Nội. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Điệp đã nhận lời mời tham gia chương trình. Vâng, xin chào MC và khán giả Báo Lao Động. Sau đây xin mời quý vị khán giả và khách mời chúng ta cùng xem một phóng sự ngắn. Đây là những hình ảnh đã diễn ra nhiều đêm trở lại đây tại tòa nhà của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS, đường Thành Thái, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Là dự án nhà ở xã hội giá hợp lý, lại nằm gần trung tâm thủ đô kể từ khi chủ đầu tư mở đợt nhận hồ sơ. Đêm nào tại đây cũng có hàng trăm người dân đứng xếp hàng nộp hồ sơ để đăng ký mua nhà từ nửa đêm. Khổ cực, vất vả, chạy đôn chạy đáo vì thủ tục là thế, nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì dù có thức ngày thức đêm đi chăng nữa, thì theo những người xếp hàng, vẫn có những cách khác nhau để sở hữu căn hộ bằng cách mua chênh, cụm từ ám ảnh nhất với nhiều người trong hành trình đi mua nhà ở xã hội. Tìm kiếm trên các hội nhóm, tự giới thiệu mình là người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã được hàng loạt cò tự xưng là nhân viên sàn bất động sản liên hệ. Quảng cáo mình là nhân viên của một sàn chuyên phân phối các sản phẩm nhà ở xã hội cho chủ đầu tư NHS. Nam thanh niên tên Đức này hăng hái quảng cáo về những căn hộ xuất ngoại giao với giá chênh được cho là phải chăng nhất thị trường. Và cái quá trình thanh toán tiền chênh của mình ấy, nó sẽ chia là 3 lần. Lần đầu tiên cọc 20 triệu, nghĩa là cọc để cho chị dự suất giữa tháng 3 thì mình sẽ thanh toán 50% tiền chênh. Đóng nốt 155 triệu ấy lần 2, em sẽ cầm tiền của chị. Sau đó em sẽ gửi hồ sơ của chị, cả tiền của chị đi lên cùng cho chủ đầu tư. Người ta còn biết mình là ai thì người ta là còn xét hồ sơ của mình. Và cái lần thứ 3, tức là trước khi đi bốc thăm toàn dân khoảng 2 tuần đến 1 tháng là bọn em sẽ thu 50% tiền chênh còn lại để bọn em lấy phiếu quyền mua về cho chị. Thế bọn em thu tiền của chị xong, chậm nhất là khoảng 2-3 ngày em đã có kết quả và cầm phiếu gọi là cái phiếu quyền mua về cho chị rồi. Dù là dự án nhà ở xã hội không được mua bán dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, ngay từ khi chủ đầu tư chưa kết thúc việc nhận hồ sơ, tại các công ty, sàn bất động sản đã có nhiều căn hộ được đặt cọc, ngã giá, trắc suất vì mua được theo giá chênh. Vâng, qua phóng sự trên thì có thể thấy là cái việc tiếp cận nhà xã hội của người lao động không hề dễ dàng gì. Họ cũng phải phó mặc cho sự may rủi qua từng lá phiếu thăm. Vì sao lại có cái tình trạng này, thưa ông Nguyễn Thế Điệp? Vâng, như chúng ta được biết thì cái chính sách nhà ở xã hội đây là một cái chính sách mà được Đảng và Nhà nước rất là quan tâm. Đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua, chúng ta thấy là nhà xã hội hiện nay là rất là khan hiếm. Nó cũng do rất là nhiều nguyên do, chính vì đó mà dẫn đến một cái hiện trạng mà người mua trong cái chính sách được mua là rất khó tiếp cận. Đây là một cái thực tế, tại vì chúng ta thấy hiện nay là cái nhà xã hội nó đang lệch pha cung cầu, có thể nhu cầu rất là lớn, cả nước có thể là hàng triệu căn tức thì, nhưng mà hiện nay chúng ta mới đáp ứng được rất là nhỏ. Chẳng hạn như Hà Nội cũng có vài nghìn căn thôi trong giai đoạn này, hoặc là Đà Nẵng, hoặc là các cái địa phương khác. Cho nên chính vì nó dẫn đến một cái hiện tượng là người dân phải xếp hàng từ nửa đêm, thậm chí là 1 đấu 10, nó rất là khó khăn. Đấy, chính vì lẽ đó mà tôi nghĩ rằng là với cái chính sách nó nhân văn như vậy thì chúng ta làm thế nào mà tránh cái tình trạng mà mua đi bán lại và lợi dụng chính sách để mà luồn lách, để mà ăn chênh lệch, thì nó không còn cái ý nghĩa nhân văn. Thưa ông, là có lẽ cũng chính vì cái sự lệch pha cung cầu đấy, vì cái cơn khát nhà ở xã hội đấy, và phải chăng cũng chính vì cái sự khó khăn trong tiếp cận cái suất mua nhà ở xã hội, nên là cũng từ đây xuất hiện các đối tượng trung gian hay là cò mồi làm những cái dịch vụ hộ cho người lao động, và họ đã kiếm chắc từ đấy. Đương nhiên, như chúng ta được biết thì rõ ràng là cái hiện tượng này là không, vừa là về ý nghĩa nó cũng không có, vừa là người lao động phải trả một cái mức cao hơn. Thì tôi cho đây là cái sự không công bằng. Rõ ràng là về công tác quản lý chúng ta phải siết chặt hơn nữa. siết chặt hơn nữa. Nhưng quan trọng là như thế này, tôi cho là quan trọng như thế này. Hiện nay do tại sao mà chúng ta khan hiếm cái nhà xã hội thì nó có rất là nhiều nguyên do. Quan trọng là chúng ta bây giờ làm sao mà chúng ta có nhiều giải pháp để làm sao mà có cái động lực để các doanh nghiệp đầu tư cũng như là tham gia vào cái xây dựng nhà xã hội nhiều. Thế thì ở đây rõ ràng là cái cách làm của chúng ta hiện nay thì tôi cho là cái quy trình thì không sai. Nhưng tuy nhiên trong cái quá trình triển khai, chẳng hạn như là đấu giá hoặc là giao cho chủ đầu tư cho các cái khu nhà xã hội, hoặc là định giá để cho doanh nghiệp bán, thì đây nó một loạt các cái cơ chế mà nó rất lòng vòng và nó kéo dài, cho nên cái giá vốn nó không đội lên. Cái thứ hai nữa là cái nhà xã hội thì là phải dành 80% là được bán, còn 20% để dành lại để cho thuê 20%. Thì đây cũng là cái cản trở rất khó khăn cho doanh nghiệp. Đấy, và kể cả người mua thì rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là một loạt các cái vướng mắc mà để tháo gỡ đến tận gốc, có nghĩa là tận gốc rễ nó, để làm sao mà cái sản phẩm nó ra nhiều, để tránh cái tình trạng như chúng ta xem phóng sự. Tôi thì tôi thấy rằng là cái việc tiếp cận mua một cái nhà xã hội hiện nay là rất khó, và thực tế thì là cái giá bán của nhà xã hội cũng cao hơn so với cái mức thu nhập bình quân của người lao động có thu nhập thấp, và cái việc bán tranh nhà xã hội thì lại càng gia tăng sức ép về tài chính với những người mua nhà. Thì ông có nhận định như thế nào về cái vấn đề này ạ? Đương nhiên như chúng ta được biết thì nhà ở xã hội chúng ta phải hình dung như thế này, nhà ở thương mại thì nó theo nhu cầu và yêu cầu của xã hội phát triển, cho nên cái chất lượng nó phải nâng cao. Ví dụ nhà đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị nhiều tiện ích chẳng hạn như thế, thì rõ ràng đấy là cái nó phát triển theo quy luật thị trường cung cầu, do nhu cầu xã hội nó đòi hỏi thế, cho nên cái nhà thương mại hiện nay phát triển rất là mạnh và cao cấp. Thì tôi cho đây là một cái mà nó quy luật thị trường. Nhưng mà cái nhà xã hội thì nó là an sinh xã hội, chúng ta phải tách bạch hai cái ra. An sinh xã hội là nhà nước là đầu tư và có cái trách nhiệm hỗ trợ những người làm công ăn lương, những người cống hiến cho đất nước này, hoặc là những cái đối tượng yếu thế trong xã hội, thì nó là an sinh xã hội. Cho nên chính vì lẽ đó mà chúng ta không thể lẫn lộn giữa cái nhà thương mại và nhà xã hội được. Và tôi cho rằng là nhà xã hội chúng ta cũng cần phải nâng cao cái chất lượng. Và như bạn nói là cái giá hiện nay tương đối cao thì chúng ta cần phải có những giải pháp tốt. Giải pháp cho nhà đầu tư, giải pháp cho người mua. Nó mang tính đồng bộ. Thí dụ là chẳng hạn trước đây chúng ta có gói 30.000 tỷ, chúng ta đã giải quyết một loạt. Trong cái lúc mà thị trường nó băng, chúng ta giải quyết một loạt vấn đề. Và nó cũng là một cái mũi tên trúng hai mục đích. Và cái nhà xã hội của chúng ta nếu mà phát triển tốt, theo đúng cái ý nghĩa nhân văn của nó, thì nó có tác dụng hai mặt. Thứ nhất là để tham chiếu cho tất cả những loại nhà, các cái phân khúc khác, để làm sao mà nó kéo cái giá thành nhà thương mại xuống. Và thứ hai là đáp ứng được cái yêu cầu, và cũng đúng là cái ý nghĩa nhân văn, tạo điều kiện cho người làm công ăn lương, những người mà yếu thế trong xã hội không tiếp cận nhà thương mại. Thì tôi cho đây là những cái mà chúng ta cần phải có những cái cơ chế chính sách làm sao nó mang tính đồng bộ, để làm sao mà chúng ta giải quyết một loạt các vấn đề. Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Thế Điệp, và tôi thì cũng cho rằng là cần phải hạn chế cái tình trạng bán tranh nhà xã hội, để cái chính sách này không bị mất đi cái tính nhân văn như chính cái tên gọi của nó. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải đưa những cái giải pháp như thế nào để đảm bảo cái quyền lợi của người mua nhà xã hội không bị tình trạng bán tranh lệch như vậy, trong khi mà cái nguồn cung thì còn khá là hạn hữu ạ. Vâng, tôi cũng đồng tình, bởi vì là đúng như bạn nói, nó là cái an sinh xã hội, nhưng mà đúng là một cái chính sách rất là nhân văn như vậy, cho nên chúng ta không thể làm nó méo mó được. Rõ ràng ở đây chúng ta phải khép chặt về công tác quản lý. Đấy, từ các cấp chính quyền địa phương cho đến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Đấy, cùng phối hợp làm sao mà chúng ta đưa ra những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn làm sao mà nó minh bạch, rõ ràng, và những cái đối tượng nào được tiếp cận trước, những đối tượng nào tiếp cận sau, để tránh cái tình trạng mà các cái doanh nghiệp lợi dụng hiện nay là luồn lách cơ chế chính sách để bán tranh thu lợi nhuận. Thì tôi cho đây là cái mà chắc chắn là các cái cấp chính quyền địa phương chúng ta phải vào cuộc, để làm sao mà không để xảy ra cái hiện tượng đấy. Nhưng mà đấy như tôi nói, trên nguyên nhân chính vẫn là cái khan hàng. Thế còn cái đấy là chúng ta chỉ khép chặt về công tác quản lý là có thể làm được. Thế còn cái việc phát triển mới là cái vấn đề vĩ mô quan trọng. Thì chúng ta cần phải quan tâm, tôi nghĩ rằng vẫn là cơ chính sách. Để mà giải quyết vấn đề phát triển được nhà xã hội tốt hay không vẫn là cơ chính sách. làm sao mang tính đồng bộ, khuyến khích được các cái doanh nghiệp tham gia nhiều. Đấy, hay là có thể là chúng ta huy động được nhiều cái nguồn lực để làm sao mà hỗ trợ trong cái việc mà phát triển nhà xã hội. Vâng, đó quả là những cái giải pháp căn cơ trong cái việc tổ chức thực hiện cái chính sách về nhà xã hội. Và tôi thì cũng cho rằng là cái quan trọng nhất là cái tổ chức thực hiện thì phải tốt, công khai, minh bạch, bình đẳng, và để tránh được cái tình trạng bán tranh như chúng ta vừa cái trao đổi. Về căn cơ và lâu dài thì vẫn phải là giải được cái cơn khát, vẫn là phải là đảm bảo được cái nguồn cung về nhà ở xã hội. Như vậy thì nó mới tránh được cái tình trạng là các đối tượng trung gian cò mồi lợi dụng cái sự khan hiếm để mà bán chênh lệch, phải không ạ? Vâng. Cũng trong cái việc tổ chức mua bán nhà xã hội hiện nay thì có cái cách nào để mà người mua nhà tránh được cái tình trạng là phải là may rủi qua từng cái lá thăm không? Và có cái cách tiếp cận nào để bình đẳng hơn không? Đúng với cái bản chất là ưu tiên cho người thu nhập thấp mà không bị rơi vào tay các đối tượng cò hay là trung gian không? Ở đây tôi muốn nói là chúng ta phải thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu số và số hóa về các đối tượng được mua nhà giá rẻ. Ông thấy cái giải pháp này như thế nào? Tôi cho là rất đúng, bởi vì là thực ra thì đất nước chúng ta đang chuyển sang giai đoạn số hóa. Thì đây là một cái có thể nói là những cái công nghệ nó rất mới và nó có tác động lan tỏa rất là nhanh, và thật ra nó cập nhật rất là chính xác. Thế thì cái cập nhật dân cư cũng như là cái tiêu chuẩn nhà xã hội đúng chúng ta cần phải số hóa để làm sao chúng ta minh bạch. Quan trọng là chúng ta minh bạch cái đối tượng được hưởng cái chính sách xã hội. Từ cái đó, từ cái số liệu, từ cái dữ liệu dân cư đó thì chúng ta có một chiến lược phát triển nó phù hợp. Tôi cho là như thế. Từng địa phương căn cứ vào cái số liệu dân cư, căn cứ vào cái số dân cư ở địa phương, căn cứ vào cái tiêu chuẩn được hưởng cái nhà xã hội ấy, thì chúng ta có cái kế hoạch sử dụng đất nó hợp lý, và đặc biệt là cái công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thì nó căn cứ vào cái số liệu dân cư đó. Đấy, thì chúng ta có lẽ là đây cũng là một trong những cái giải pháp tôi cho là rất là quan trọng. Đấy, trước mắt cũng như là tương lai. Như thế thì chúng ta khi đó thì chúng ta có thể tính toán đúng và đầy đủ hơn, cũng như là xác định được các đối tượng cần được hỗ trợ nhà xã hội, mua nhà xã hội là như thế nào, đúng không ạ? Và nó bình đẳng và nó công bằng hơn, nó không phụ thuộc cái sự may rủi qua từng cái lá phiếu thăm đẩy cái thiệt thòi về cho cái người lao động, người thu nhập thấp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà xã hội ở Việt Nam hiện nay là một trong những chủ đề rất là quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và cuộc sống của người dân. Và rõ ràng rằng như khách mời của chúng ta vừa chia sẻ, người lao động phải mua chênh nhà xã hội là mất đi tính nhân văn, tăng sức ép về tài chính với những người có thu nhập thấp. Do đó, cần phải có sự giám sát chặt chẽ của những tổ chức thực hiện việc mua bán nhà xã hội thật là công khai, minh bạch, khoa học để chính sách nhân văn này đến với đúng được các đối tượng được hưởng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Điệp đã chia sẻ những ý kiến quý báu trong chương trình này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.